Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 20 tháng 8, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 5 dự án. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở thẻ combo của dự án Hamster Combat. Các bạn sẽ vào mục thẻ kết hợp hàng ngày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trang thứ 3 trước nhé. Đây là chiếc thẻ đầu tiên. Và chúng ta sẽ mở thẻ này. Bây giờ thì mình sẽ sang trang web 3 nhé. Và đây là chiếc thẻ thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình sẽ sang trang thứ 5 xem có cái thẻ này không. Cái thẻ này là thẻ mới và nó đang có thời gian đếm ngược nên chúng ta cần phải mở luôn nhé. Thẻ này lợi nhuận rất là cao. Tránh trường hợp là để quá lâu là nó hết hạn, chúng ta sẽ không mở được. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chiếc thẻ Hamster YouTube Channel. Đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay và thẻ này thì mình đã nâng lên level quá cao và tốn 112 triệu xu này. Mình sẽ nhấp vào mục nhận nhé. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ và nhận được 5 triệu xu. Bây giờ mình sẽ tổng kết 3 chiếc thẻ trong buổi tối nay. Chiếc thẻ đầu tiên này sẽ nằm ở trang số 3. Chiếc thẻ thứ hai này sẽ nằm ở trang số 5 và chiếc thẻ thứ ba này nằm ở trang web 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Spell Wallet. Các bạn sẽ vào biểu tượng hình khóa ở đây. Thẻ đầu tiên sẽ là đầu ngựa. Thẻ thứ hai là mặt trời. Thẻ thứ ba là đầu ngựa. Thẻ thứ tư là mắt xanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận phần thưởng đào coin này. Tiếp theo thì mật mã của ngày hôm nay là chúng ta sẽ gõ 3 lần vào cây cà chua và 1 lần vào con mèo nhé. 1, 2, 3, 4 này. Như vậy là mình đã mở khóa thành công và nhận được 2.500. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Merge nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải tap màn hình để cho nó đủ cái điểm của ngày hôm nay. Đây là cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục đầu tư nhé. Các bạn sẽ vào mục thành phố này. Rồi chúng ta sẽ vào đầu tư. Thẻ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là dự án blockchain này. Thẻ thứ hai sẽ là bất động sản ở Nigeria. Thẻ thứ ba sẽ là xe cổ điển này. Như vậy là mình đã mở đủ 3 chiếc thẻ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục nhiệm vụ ở đây. Chạm màn hình của mình cũng đủ rồi này. Và nâng cao 5 kỹ năng khác nhau thì đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đố hack não trong ngày. Từ khóa tiếng Anh các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhập từ khóa vào. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào mục kiểm tra câu trả lời. Và chúng ta sẽ nhận phần thưởng. Tiếp theo đến câu đố trong ngày. Các bạn sẽ nhập từ khóa vào. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra câu trả lời. Bây giờ thì mình sẽ nhận phần thưởng của ngày hôm nay. Cái tab màn hình này còn đang thiếu một ít, mình sẽ phải tab thêm nhé. Các bạn lưu ý là ngày hôm nay thì chúng ta vào cái mục nâng cấp ở đây. Và trong cái mục cá nhân này sẽ có một cái thẻ đặc biệt. Thẻ này là thẻ Bloom. Các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta nâng cấp lên nhé. Hình như dự án này nó có liên kết, nó là đối tác của bên dự án Bloom thì phải. Cho nên là hôm nay mình thấy có cái thẻ này. Cái thẻ này thì cái số điểm để nâng cấp nó rất là ít.
nó không tốn đáng bao nhiêu cả. Chúng ta cần phải nâng cấp nó lên luôn để cho nó bằng những cái thẻ cũ ở đây nhé. Nâng ít nhất là phải lên đến level 10 như thế này. Của mình tới level 10 là nó đã dừng lại, hình như nó mắc rồi. Không biết ngày mai ngày kia nó có cho tăng lên không, còn hiện tại thì dừng ở level 10 nhé. Tiếp theo thì mình sẽ nâng thêm một số thẻ ở đây để cho nó bằng các cái thẻ đã lên cao rồi. Như vậy là mình đã đủ lượt chạm ở trên màn hình. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục nhận. Tiếp theo thì mình sẽ được nhận thêm phần thưởng tổng là 6 tỷ 633 triệu này. Mình sẽ nhấp vào mục nhận ở đây. Các bạn lưu ý là ở dưới này, cái mục nhiệm vụ cần hoàn thành này, chúng ta có thêm cái mục là dành riêng cho người dùng Bloom này. Chúng ta sẽ nhấp vào đây nhé. Và ở đây cái thẻ này trị giá là 3 tỷ 275 triệu, nó bảo mình là cầm tiền đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cầm tiền nhé. Rồi chúng ta sẽ nhận phần thưởng, thẻ này khá là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Jockey Rabbit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục Min ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm thẻ ở mục Clam này nhé. Running là cái thẻ đầu tiên. Đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục Code này và mục Clam nhé. Và đây là chiếc thẻ thứ hai của ngày hôm nay. Còn một chiếc thẻ thứ ba nữa. Và đây là chiếc thẻ thứ ba của ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào mục Check để kiểm tra xem nếu mà đúng thì chúng ta sẽ nhấp vào Claim để nhận phần thưởng. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 5 dự án. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.